78/1403 Hòa Hảo. Lô bên trái là lô R, còn sao bệnh viện nào cũng đông, tại vì cái bệnh vừa trải thì có một cái ngôi chùa. Dạ, xin đi đòn thân ái mến chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị trên kênh xin đi đòn. Bây giờ thì khoảng 9 giờ sáng ngày 28 tháng 3 2022. Xin đi đang đứng một con hẻm và trước mặt chúng ta đó là con đường Lê Hồng Phong, xưa kia là Vê Túc Ký. Mé bên trái thì anh chị thấy bức tường, đó là bức tường của giáo xứ Thánh Phaolô trên con đường Vê Túc Ký. Và với video clip này, Sunny sẽ đi trên con đường Vê Túc Ký, bến xe ngày xưa, rong ruổi trong một con hẻm của xóm Bình Khang. Anh chị cũng biết ngày xưa xóm Bình Khang là cái xóm đèn đỏ từ xưa đến giờ anh chị ha. Bây giờ thì nó không còn nữa anh chị. Và sẽ băng qua chung cư Minh Mạng với con đường Hòa Hảo để thực hiện theo yêu cầu của chị Peace Võ, muốn tìm lại căn nhà 478/1403 Hòa Hảo. Và Sunny cũng rất là vui thực hiện các clip này gửi tới chị, và nhân tiện đó thì cũng mời cô chú anh chị và các bạn cùng rong ruổi với Sunny để ngắm đường phố Sài Gòn thông qua xóm Bình Khang. Con đường Hòa Hảo chạy dài xuyên suốt từ Trần Nhân Tôn tới Úc Ngô Quyền luôn nha anh chị ha. Đó, trước khi đi thì Sunny cũng gửi lời kính chúc anh chị và các bạn luôn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Và để ủng hộ kênh Sunny thì anh chị nhớ đăng ký kênh nếu mà chưa đăng ký, hoặc là giới thiệu với bạn bè nếu thấy video này phù hợp. Dạ, chúng ta bắt đầu đi cùng nhau. Chị Bi Võ nha, ráng cố gắng tìm cái nhà của chị Bi Võ. Rồi, chúng ta cùng nhau đi. Đây, trước mặt anh chị đó là cái xóm Bình Khang, xóm đèn đỏ đệ nhất, đệ nhị và đến sau này. Bản chim, bản thỏ nè, đó, anh chị thấy không? Thức ăn. Rồi, chúng ta đi. Bây giờ trên con đường này là đa số là chành xe anh chị, chuyển phát nhanh hàng hóa giao nhận. Và chúng ta cứ đi lên kia quẹo lại nha anh chị ha. Cái hướng này là hướng về Việt Nam Quốc Tự nè, ngay chỗ tháp, cái tháp anh chị, đó là việc quá đạo năm xưa đó, đó hướng ngã bảy Lý Thái Tổ, hạng giày Ba Ta ngày xưa. Nói đến xóm Bình Khang thì Sunny có kỷ niệm ngày trước á. Sunny học ở trường, một ngôi trường ở trên con đường Trần Nhân Tôn, thì khi mà vào trong cái xóm đó phức tạp lắm anh chị. Bây giờ thì hết rồi, bây giờ hết phức tạp rồi, bây giờ mình quẹo lại nha anh chị ha, kiếm con hẻm mình đâm xuyên qua xóm Bình Khang coi ngày hôm nay như thế nào.
Gòn thì dịch bệnh vẫn tăng cao nha anh chị ha. Đôi khi bây giờ thì mọi người cũng cẩn thận nhưng mà cũng không quan tâm nhiều anh chị. Cuộc sống quan tâm nhiều sao mệt mỏi quá nhưng mà cũng phải cẩn thận. Bến xe, con đường bến xe ngày xưa chúng ta quẹo con hẻm này nha anh chị. Quẹo cái sớm Bình Khang năm xưa. Có những con hẻm đang xen với nhau nhưng mà Sinh Đi cứ đi thẳng như thế này anh chị. Rất còn nhiều con hẻm ngoằn ngoèo anh chị thấy không? Rồi trước mặt anh chị đó là chúng ta tìm con đường Hòa Hảo và trước mặt anh chị đó là chung cư Minh Mạng, bây giờ gọi là chung cư Ngô Gia Tự. Nó nằm ở đâu ta? Hòa Hảo đằng kia. Và đây là con đường Trần Nhân Tôn nha anh chị ha. Một con đường mà Sunny có rất là nhiều kỷ niệm. Rồi chúng ta qua đường để chúng ta đi trọn vẹn con đường Hòa Hảo. Nói chung Hòa Hảo thì đi cũng rất là nhiều lần rồi anh chị, nhưng nhiều khi thì mình cũng không có để ý, đi ngang đi lại thôi, mình không có để ý. Mình đi cứ ao lại, nhưng hôm nay chắc chạy phải chạy chậm. Lô bên trái là lô R, bên phải là lô S. Chung cư Minh Mạng thì mé trái thì có một cái ngôi chợ. Chợ này buôn bán thì chỉ buổi sáng thôi anh chị, chợ phường. Chợ chung cư á, bây giờ gọi là chợ phường. Trường học Trần Nhân Tôn bao bọc bởi những cái chung cư. Chung cư này bây giờ cũng xuống cấp trầm trọng rồi anh chị. Lâu lắm rồi còn gì nữa. Mậu Thân năm 68, sau đó vài năm thì đến bây giờ cũng lâu lắm rồi. Đây mình băng qua con đường Sư Vận Hạnh. Thì nơi đây thì có một cái vài lô chung cư nó cũ quá rồi, người ta tháo dỡ và người ta thay cái chung cư mới nè anh chị, và tương lai sẽ tái định cư. Nhưng mà cái dự án nó không biết chừng nào. Chung cư trường Sương Nguyệt Ánh, và tới kia đằng trước là anh chị là con đường Minh Mạng. Minh Mạng bây giờ tên Ngô Gia Tự. Ngày xưa cái chung cư người ta gọi là chung cư Minh Mạng theo con đường, nhưng mà sau này đổi thành Ngô Gia Tự thì người ta gọi là chung cư Ngô Gia Tự. Mé trái là chúng ta về ngã 6 Chợ Lớn, nhà thờ ngã 6.
đi thẳng là anh chị biết có một cái bệnh viện Hòa Hảo, và nơi đây thì đường bệnh viện mà, nên có rất là nhiều cái dịch vụ nhà thuốc tây, dụng cụ y khoa vân vân. Đối với con đường Minh Mạng Ngô Gia Tự ngày hôm nay á, là người ta bán đồ gỗ, đồ trang trí nội thất, bàn ghế, tủ giường. Đây, đến bệnh viện Hòa Hảo là thấy ôi thôi đông lắm nha anh chị ha. Đó, xe nghẹt, kẹt xe luôn mà. Có một số anh chị nói sao Sài Gòn, sao bệnh viện nào cũng đông. Tại vì cái bệnh viện tuyến dưới thì kỹ thuật tay nghề của y bác sĩ còn thấp, nên những cái bệnh nặng được chuyển lên Sài Gòn. Cái thứ hai nữa là người dân họ muốn là đi thẳng lên Sài Gòn đi khám. Đó. Xe hàng Honda ôm dịch vụ. Một người bệnh nhân thì đi theo người nhà nữa, dẫn đi khám, nên đông đúc lắm. Rồi chúng ta đi qua bệnh viện Hòa Hảo rồi đó, đông đúc. Lúc trước mà cái đợt mà giãn cách đó, bệnh viện nào cũng vắng, người ta sợ lắm. Nhưng mà bây giờ thì thôi, cũng phải đi khám thôi anh chị. Vô trong trọng test, test nhanh thôi, âm tính rồi khám, thế là khám. Con đường Hòa Hảo này thì song song một vài con đường như là Vĩnh Viễn, Bà Hạt. Đây là con đường Nguyễn Chi Phương anh chị. Buổi tối thì con đường Nguyễn Chi Phương này buôn bán đồ ăn thức uống rất là nhộn nhịp. Không riêng gì, nó không phải là một con đường quán nhậu. Quán nhậu thì cũng có nhưng rất ít. Bán là chè, cháo, những món ăn của giới trẻ đó. Trà sữa, chân châu, chè, cháo, bánh cuốn, gỏi cuốn rồi đó. Những cái món đó ngày xưa có tên là con đường La Cai, thời Pháp là con đường La Cai, nổi tên thời Pháp. Rồi chúng ta vẫn tiếp tục đi Hòa Hảo để tìm kiếm căn nhà cho chị Phi Võ. Bên phải bên trái đó là những con hẻm, cứ luồn lách luồn lách. Đúng là Sài Gòn có rất là nhiều cái xóm hẻm nha anh chị ha, nó cứ ngoằn ngoèo ngoằn ngoèo. 374 rồi, 376 rồi. Xin y muốn ngừng lại để coi cái địa chỉ nha anh chị ha. Bốn bảy tám trên 1403 478 lực. Rồi còn xa. Bên phải thì giống như một cái cư xá gì, với những con hẻm vuông góc với nhau. Vậy đồng nghĩa là cái khu vực này là một cái khu vực đất trống vườn của năm xưa. Sau đó người dân về đây sinh sống rồi phân lô ra. Chứ tại sao mà nó vuông góc? Tại sao vuông góc là thẳng tắp? Đi thẳng qua con đường bên phải là Nguyễn Tiểu La. Bốn hai sáu rồi, bên phải.
bên trái có một cái chùa, ngôi chùa. Đây, cái hẻm là 478. Đây, ngừng sát lại đây để cho chị xem. Đó, ngay chỗ mà có anh Sander ôm đó. Còn bên trái thì có một cái ngôi chùa. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ đi vào trong hẻm nha. 478 trên 1403. Nó rất là sâu dưới kia. Trên 13. Ra 395 Vĩnh Viễn rồi. Đi ra con đường Vĩnh Viễn rồi. Rồi, chắc mình phải quẹo lại rồi. Ra con đường Vĩnh Viễn rồi, đúng. Trên 1403. Wow. Chỉ đường. Con đường này thì con đường là Vĩnh Viễn à, thì không biết như thế nào chị phi phỏ, hy vọng rằng chị khi mà đi vào cái hẻm đó thì chị điểm, chứ bây giờ là mất rồi, mất dấu rồi đó. Bây giờ Cindy sẽ quẹo con đường này coi như thế nào, coi nó có ra gì không. Đây là một con đường Ngô Quyền 138, cái hẻm Ngô Quyền không đúng. Không đúng rồi à, mình quẹo lại đi thẳng là ra Ngô Quyền. Nhà cửa ở đây thì cũng rất là khang trang à, cũng nhà cũng cũ, nhà mới cũng nhiều. Mình quẹo đây à, 478 Hòa Hảo đây. Hẻm 478 Hòa Hảo nhưng mà không có cái địa chỉ kia. À 1403. Trời ơi, ngay cái chùa. Đây chị. Đó cái cửa.
đây. Đây. Nhà. Yeah. Nhà cửa màu xám đó chị. Bây giờ là 478/29. Đây. À, nếu mà nhìn kỹ đó thì chúng ta sẽ phía dưới có một cái chữ rất số rất nhỏ. À, 478/1403. Quả ảo. Nhưng mà hiện tại cái số mới bây giờ đó là 478/29. À, chị Phi Phỏ ha chị ha. À, rất vui đã quay được căn nhà, tưởng là coi như là không quay được nhưng mà rất là có duyên, cái gì nó cũng phải có duyên. Quay được căn nhà cho chị nhờ cái duyên của cô chú anh chị và các bạn đi chung. Phía trước là có một cái hẻm, cái hẻm này cũng hơi lạ, mình cứ thử đi vào, nếu bí lối thì mình sẽ đi ra con đường Ngô Quyền. Hẻm 41. Cái này là con đường để nó giáp lại sân banh đó. Bị lỗi rồi. Hẻm 41 Ngô Quyền. Đi đâu ta? Trên có con đường, chắc con đường Nguyễn Kim quá, trước sân banh phải không, chợ Nhật Tảo đó, con đường Tân Phước bên hông sân banh đây, con đường Tân Phước bên hông sân banh là nãy giờ là mình đi phía sau sân banh. Bên phải là có những con hẻm để chúng ta đi ra chợ Nguyễn Tri Phương. Đi thẳng là con đường Nguyễn Kim. Rồi, hôm nay thì đi một con đường thật dài từ Bê Tô Ký, xóm Bình Khang, bên phải con đường Nguyễn Lâm, rồi đi vào con hẻm để kiếm cái nhà cho chị Phi Phỏ và len lỏi một con hẻm phía sau sân banh để ra con đường Tân Phước. Và Sunny thật sự cảm thấy rất là hạnh phúc khi quay những con đường phố, những con hẻm và thực hiện gửi cho khán giả trên kênh của Sunny Đo. Sunny sẽ cuốn chiếu. Đây là con đường Nguyễn Kim. Và con đường này cũng tạm stop cái clip này ở đây. Để ủng hộ kênh thì anh chị nhớ đăng ký kênh nếu chưa đăng ký. Và chia sẻ cái clip này đến những người, người thân, người quen. Nếu mà cảm thấy cái clip này nội dung phù hợp. Và không quên kính chúc cô chú anh chị và các bạn luôn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Thân ái mến chào, hẹn gặp lại trong những cái clip tiếp theo của Sunny Đo. Bye bye, hẹn gặp lại.